Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Hiệp Phụ Bếp. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái món ăn đang hot ở Hàn Quốc. Một cái món ăn đang hot ở trên mạng xã hội Việt Nam hiện nay, đó chính là món bánh mì thịt nướng. Đầu thì mình định mua bánh mì không của Đạt Chi, nhưng mà sau đó thì mình mua thử bánh mì thanh long xem nó có ngon không. Về nguyên liệu chúng ta sẽ bao gồm có 20g tỏi, 20g hành tím và ớt, 200g giò sống, 600g thịt nạc heo, dầu hào, cái gì quên ta, à nước mắm, tương đen, mật ong và các gia vị căn bản. Và đó là toàn bộ nguyên liệu chúng ta nấu thôi. Thịt heo thì mình sẽ chia làm hai phần, một phần 200g để nướng và một phần 400g mình sẽ băm nhuyễn qua. Và tiện đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách băm thịt bằng hai con dao đúng điệu nhất. Thường á thì người ta sẽ băm như thế này, nhưng mà nó khá là loạn nên mình sẽ băm theo nhịp như thế này. Đó, bây giờ mình đã nhé, 1, 2, 1, 2, 2. Bây giờ mình sẽ thực hành thôi, nhìn kỹ nha các bạn, mình sẽ làm một phần đó. Phần thịt đã băm nhuyễn mình sẽ trộn với giò sống. Cái gia vị ướp thịt, tỏi, hành tím và ớt thì mình dùng máy xay cho nhanh. Ngoài ra thì mình sẽ dùng thêm sả và củ gừng để tăng hương vị cho món ăn. Nếu không có hai cái này thì cũng không sao đâu nha. Và các bạn cũng không cần xay kỹ quá đâu ha, xay khoảng 30 giây được rồi, xay quá nó mất ngon đó. Sẽ thêm 3 muỗng cà phê đường cho phần thịt xay và 2 muỗng cà phê đường cho phần thịt nướng. Tặng mỗi bên 1 muỗng nước mắm và 1 muỗng dầu hào. Dầu hào ở đây thì mình sẽ dùng dầu hào Lý Công Kỳ, và hầu hết siêu thị nào cũng có loại dầu hào này nha các bạn. Nửa muỗng tương đen, đừng bỏ nhiều quá nha, kiểu mặn đó. 1 muỗng mật ong cho mỗi bên. Và sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Phần thịt xay thì mình sẽ nhào nó vì nó sẽ thấm gia vị hơn. Sau đó thì mình sẽ quét một cục thịt to đập mạnh xuống như thế này nè. Giống như cái cách mà bạn đập cái thằng lưu cũ cắm cho bạn hai cái sừng đó. Đây, làm lại cho bạn coi. Ủ quay tu lại 3.4 giây trước, chuyện sẽ ra rồi. Ôi chú cho mẹ ơi, ông cây người yêu cũ ông vậy luôn hả? Mình cũng công nhận là cái tô nó bể mà nhìn nghệ nghệ dễ sợ. Và đây là phần thịt nhào của chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị công đoạn xiên thịt nha. Đeo vào tay vào cho an toàn vệ sinh thực phẩm. Phần thịt giò thay vì dùng cái xiên gỗ thì mình sẽ dùng cây sẻ và cuộn đều nó lại. Cái này là bản mẫu cho các bạn coi thôi chứ mình làm đẹp hơn nữa đó. Phần nước sốt thì mình sẽ cho khoảng 30g dầu ăn và 20g tỏi bằng. Và mình sẽ để phần tỏi đổ thành màu cánh gián thì mình sẽ bắt đầu bỏ phần nước tương vào. Và các bạn nhớ là công đoạn này rất là dễ bỏng nên hãy nhớ cẩn thận nha. Mình sẽ bỏ vào 2 muỗng nước tương, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng hạt nêm,
1 muỗng cà phê đường và 30ml nước lọc. Vì mình ăn khá là mặn nên mình sẽ thêm khoảng nửa muỗng tương đen. Và chúng ta đã xong phần sốt. Tiếp theo thì chuẩn bị làm đồ chua nào. Mình sẽ bào vỏ và cắt thành các khúc sợi. Mình sẽ trộn thêm khoảng 10g muối để rửa sạch nó và giảm cái độ hăng của cà rốt và củ cải trắng. Tiếp theo thì mình sẽ ngâm nó khoảng 15-20 phút. Sau đó thì mình sẽ đổ giấm vào và thêm khoảng 40g đường. Dưới leo thì mình sẽ cắt thành các khúc dài được. Và cuối cùng là công đoạn nướng thịt. Sorry các bạn nha, những cái vị nướng điện nên là chưa biết dùng lắm. Cũng may là hôm đó nó báo cháy giả chứ không là đi bán muối rồi. Tuy nhiên thì mình đã đề phòng hơn bằng cách là gắn thêm cái thiết bị chống khói. Ta-da! Sau khi thịt đã chín thì mình sẽ thêm một tí xíu bơ vào để cho thịt nó thơm hơn. Nhìn thì có vẻ giống nem nướng Nha Trang nhưng mà lại là bánh mì thịt nướng. Đang thử miếng nè. Cực kỳ ngon luôn các bạn. Không nói điêu đâu, cực kỳ ngon. Nếu bạn nào đã ở chung cư như mình thì cũng nên cảnh giác mấy cái trò nướng miếng này nha. Kiểu nó béo cháy là ngu người luôn đó. Và đây là thành quả của chúng ta. Và nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, share, subscribe và nhấn nút chuông để có thể ủng hộ mình làm những video tiếp theo.